Hello, tất cả mọi người nhau. Hôm nay tưởng lại chơi tám trò cho chờ ta thích chờ ba đế trước này. Ta chờ ba đế. Bạn này đang chơi tuyết này. I won't let these kids play with snow today. Bà đang dọn tuyết ra ngoài đây. Bạn này ném bài lên này. Bạn này bà ấy cho tuyết khá lên này. Bạn này còn đi giờ rồi. Chúng ta sẽ vào đây. Ta sẽ sự tuyệt của bà ở đây này. Bà khóa cửa rồi, chúng ta sẽ đi đây này. Chúng ta sẽ lên đây. Chúng ta sẽ vào đây lấy ghế này. Ta sẽ sang bên đây. À, đây chúng ta sẽ để đây chúng ta trèo lên lấy cái chìa khóa này. Bà đây này. Bà sẽ đuổi chúng ta. Bà sẽ chạy đâu. Chúng ta sẽ nhanh. Chúng ta sẽ chui vào đây. Bà đuổi đây. Chúng ta sẽ nhanh. Chúng ta đi xe đi núi này cho nhanh nhỉ. Bà vẫn ở trên kia. Đây bà trên lên. Chúng ta xuống đây. Chúng ta sẽ lấy cái chổi đây này. Chúng ta sẽ nấp đi. Bà không thấy rồi. Chúng ta sẽ đợi bà đi ra. Chúng ta chạy đâu à? Bà lên kia rồi. Chúng ta sẽ đi theo này đi. Chúng ta sẽ để cái chổi đây. Chúng ta sẽ mở lấy chìa khóa mở ấy. Xe ra. Thì chúng bà sẽ đi ra này. Bà kia kìa. Đây bà đây này. Chúng ta sẽ đi ra rồi. Bà lại trèo lên này. Xe vào đây. Who dares disturb me at this time? Bà đã bị chúng ta sẽ sang trò chơi thứ hai. Ta sẽ chơi trò này. Chúng ta sẽ chơi đầu tiên. Đây, mấy con đây, chúng ta sẽ xuống dưới đây. A remote controller and a drone. Can I use it? That's a nice one. No batteries. I should find them to use the drone. It's locked. I should be able to break the glass with a crowbar or something. A crowbar. I should be able to break the glass now. Chúng ta sẽ để chúng ta lấy cục bên thứ hai này. Now I can use the drone. Let's try using it on the button above the locked door. Đây, chúng ta sẽ mở cái này ra này.
Hey, you, look to the right. I'm trapped here. Can you use your drone to break the glass? Then press the button on the wall to open the door. Use your drone and break the window to get in the room. Là đập vào đây, con này nó ở đây này. Chúng ta sẽ đập vào nó đỏ này. Use your drone on it. It's open. Bend straight. Darn Jester and Sheriff locked me here. Lucky you showed up and freed me. I know you're here to look for your child. Follow me, and I'll help you find the kid. Let's get to the office room first. Chúng ta sẽ đi theo nó. Đây, nó sẽ mở cái cửa ra này. There's something in the safe that I need, but it seems the lights are removed. Can you find the light bulbs? I need 5 of them in total. Đây, chúng ta sẽ đi nhặt những cái này. Đây, đây có một cái này. Can you find the light bulbs? I need 5 of them in total. That's a light bulb. 4 more to go. Đây, chúng ta nhặt này trên đây. Chúng ta phải nhặt 5 cái này. You found half of them. Keep looking. Đây, bên đây kìa. Một cái này. Finally, got all the bulbs. Excellent. Now place the bulbs in the safe. Chúng ta sẽ nắp vào đây. You got the colors wrong. Try rotating the bulbs to their right place. Use the rotate button to spin the lights. Đèn này đỏ chưa sao? Đỏ hồng xanh. Đây, chúng ta quay lên đây. Thay thế này, chúng ta nắp xong này. Welcome, stranger. The safe is open. Ta được cái thẻ này. Listen, I need that key for some important business. Give me the key, and I'll give you this key card I just found. Đây, chúng ta sẽ đưa cho con này. Now follow me to the elevator. Đây, nó sẽ ra đây đứng này. Curses! This door is locked too. There must be a way to get out of here. Stranger, go find a way to open this door. I'll stay here and keep a lookout. Chúng ta sẽ mở cái cửa bên này ra. Chúng ta sẽ đi này. Đây, chúng ta sẽ đứng ở đây. When I step on this platform, the button on the wall turns half green. Chúng ta sẽ gọi đầu zone. Can you use the drone and press the button on the wall? I think there's another platform on the balcony where you're on. Find the platform and step on it. Good job. Come down here with me. The door is open, but not the right one. I saw there's a switch at the end of this room. Stranger, you get to the end of that room to activate that switch. See what happens. Chúng ta sẽ... There's a switch on the wall here. Maybe it will activate something. Nó sẽ... cái này nó sẽ sang đây này. À, chúng ta sẽ nhảy qua. Chúng ta sẽ nhảy qua đây nữa nè. À, chúng ta sẽ ấn vào đây. Someone blocked the way here. Must find a way to get to the other side. À, chúng ta vào đâu chúng ta mới vào bên này. À, nó sẽ mở cái cửa ra. Chúng ta xem 5 này. 51 này. Locked again. This door is password protected. 8, the clues must be here somewhere.
5 1 8 3 là xong rồi. Chúng ta sẽ xong bên đây. What's taking you so long? Let's go. Go through that elevator over there, and you can continue finding your child. I gotta find and punish him. Đây, chúng ta sẽ bị con này đuổi này. It looks like he's angry. Đó, chúng ta phải chạy nhanh. Don't let him catch you. Đang đuổi này. Đó. Chúng ta phải chạy nhanh vào đây. Nó sẽ đóng cửa vào. Nó đóng cửa vào là nó. That was close. We escaped him, but we're trapped con here. Nó không vào được. There must be some way to nó get out. Đây. Keep a lookout. Này, con này đứng đây. Chúng ta sẽ ra mở cái cửa này. Take a closer look there, stranger. A secret door behind the shelf. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đây. Another locked door. These dials could get it open. Con này nó sẽ sang bên đây này. Nó sẽ đứng ở đây. Chúng ta sẽ ăn sang đây để chúng ta chơi. Là chúng ta xem cái nào ở trước này, chúng ta ở trước này. To the staircase, and I have business to take care of there. A door just opened behind you too. Go through it and you'll get to the elevator. Goodbye, stranger. Perhaps we'll meet again. I should leave the room and go to the elevator. Chúng ta đi vào đây này. Oh, chúng ta đã đây. Này, lên đây. Chúng ta vào đây là chúng ta đã vào cửa này. Là chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Chương thứ ba. Đây, chúng ta sẽ đi ngay trên đây. Chúng ta mở cái cửa này ra này. 1280. Đây là sao chúng ta sẽ lên trên đây. Chúng ta sẽ phải ăn ngôi sao này. Chúng ta được cái chìa khóa đây. Chúng ta sẽ mở cái tủ này ra. Đây chúng ta sẽ lấy cái này vào nếp này, chúng ta sẽ sửa cái bên đây. Sửa lại này. Ô, oh, con này nó sẽ được chúng ta này. Đây này. Ô, oh, chúng ta chạy đâu à? Ô, oh, nhanh lên nào, không tí nó bị nó bắt đấy. Đây, nó đuổi này. Nào, chúng ta chạy đâu à? Ôi chết rồi. Chúng ta nhảy nhanh. 1 4 0 7. Đấy, chúng ta xong rồi. Chúng ta sẽ chuyển lên này. Chúng ta nhảy qua đây này. Ô, nó đến đây rồi. 0 8 0 5.
Rồi chúng ta xong rồi, nó đuổi lên đây này. Rồi chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Là nó sẽ đây này. Chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ tư. Đây, chúng ta sẽ nào, chúng ta xem lấy cái thẻ này. Sẽ mở cái cửa này ra này. Đây là các con vật trong game đây. Đang nhặt cái thẻ này. Chúng ta sẽ lấy cái này. Chúng ta phải nhảy qua những cái. Chúng ta cắm hoa vào đây đó. Đấy, con này sẽ đuổi chúng ta nè. Đây nó đuổi nè, chúng ta sẽ đóng cửa vào. Đấy, chúng ta sẽ nhảy qua bên này. Đấy. Chúng ta sẽ lấy cái pin này. Ta đợi hoa nó thụt xuống nhá, chúng ta mới nhảy tiếp này. Ồ, con này. Con này vạch tay đây. Chúng ta nhảy qua đây này. Chúng ta nhảy qua đây tiếp. Chúng ta có cái zone tập trong bên này. Mở cái cửa này ra này. Chúng ta nhảy qua đây. Chúng ta nhảy qua bên đây tiếp này. Đấy, nó thụt xuống nữa. Chúng ta nhảy vội là chúng ta sẽ thua luôn. Rồi. Nó vẫy tay đây. Chúng ta nhảy cái thẻ đây. Nó đã bị dính. Đã được con này bắt rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi này, trò này chúng trò này chúng ta sẽ bật mạng lên này. Ở đây nó ta sẽ chơi vào đây. Đây ta sẽ đây ta sẽ vào cái không phải đây đâu.
bà xem là cái này. Tại đi xuống này. Dừng lại này. Chúng ta sẽ níu nó lại. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Sẽ mở cánh cửa kia ra. Giờ chúng ta sẽ đi vào.
Ta mở cái kênh này ra. Ta sẽ nhặt cái này. Rồi, ta nhặt đủ những cái này để cho ta mới lấy được cái thẻ. Đây, chúng ta sẽ lên đây. Ta sẽ mở cái cửa bên kia ra. Đây. Ta sẽ mở cái cánh cửa kia ra này. Đây, chúng ta nhập 8 cái đủ này. Chúng ta lấy cái thẻ đây. Con này đứng đây này. I won't lie, I thought the dinosaur would finish you off. But if trapping you will get you out of my way too, then who am I to complain? I tell you a very fitting joke, but you humans just never seem to get it. The closest people to me denied me what I was made to do. People who were genetically programmed to laugh at my every joke. Đã phải nói chuyện với nó, giờ mới chơi tiếp này. Chúng ta sẽ gọi đầu John đập vào bên đây, đứng ở một cửa ra này. Đấy, đập vào nút đỏ bên đây. Đấy, nó mở cửa ra này. Chúng ta sẽ đi quay về. Sẽ quay về này. Sẽ xuống đây, chúng ta sẽ gặp con bạch tuộc dưới đây. Đây, con bạch tuộc đây. À, chúng ta sẽ sang chỗ chơi tiếp theo. Được chỗ này. Và chúng ta sẽ xem bên mặt sau này.
Ta lại chơi lại từ đầu. Ta con này. The thought of what could be happening on the floor above terrifies me. Ta xem lại cái thẻ đó. Picture hundreds of angry animals finally escaping, with only one thing capable of giving them peace. And that's to get you and your friends. Your captors. I'm not gonna sugarcoat it. You're in big trouble, partner. We can't stay here long. All this you already swallowed whole with sharp teeth making it easier to digest. Ta sẽ mở cửa này ra này. Ta sẽ còn cái nó sẽ đi theo chúng ta. Nào. Ta mở nốt cái này ra này. Rồi, con này sẽ đi theo chúng ta này. It ain't the prettiest, but it should be unoccupied at least. Đây, chúng ta sẽ vào đây. Come on, we can't stay in the dark. Let's head to that light over there. Chúng ta mà chỉ dẫn sẽ bị con kia nó bắt á. Rồi, rồi, nó mở cửa ra. We should be safe for now. Thôi, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Đây. Cả con vật trong ghê bên này. À, chúng ta nhặt lấy cái mũ. Ra. Many cold and lonely nights have been spent here. Once that I wish to forget. I was found by the queen. Con này nó sẽ đứng đây này. And a couple of others. And chúng ta it's foolish enough to let myself believe that things could get better. But here I am, back to square one. Like I told you earlier, we need to get the queen's scepter as soon chúng as possible. It's the one thing that can allow us to retain the knowledge and seal the door behind them. We had it stored in this room away from anyone that could get to it, hoping we would never have to use it again. But here we are. The door opens by activating four switches scattered across the different sectors on this floor. The naughty ones are alive. You should be safe from those ones who stay in this place. The first thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Let's have a look around. À, chúng ta nhảy qua. Chúng ta nhảy qua bên đây này. Đây, chúng ta sẽ nhảy lên trên đây. Chúng ta nhảy qua bên kia này. Chúng ta nhảy cẩn thận là chúng ta lại rơi xuống. Chúng ta lại phải nhảy lại. Ta chúng ta nhảy vào đây nè. Ta sẽ lấy cái này. Ta chúng ta sẽ gặp con này này. Con này nó sẽ bắt. Bắt chúng ta mới chờ được tiếp này. Đây, chúng ta sẽ đi vào trong đây. Đây, cái giường này. Chúng ta mở cái này. Chúng ta lấy cái đèn này.
Hey, partner. You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time, but she managed to escape. Chúng ta sẽ bật anh em chúng ta xem trò chơi nè. Thôi, thời sao nó đầy. I didn't get a good look at them. I have a feeling the culprit is incredibly clever and good at what he does. And that he's very handsome. I didn't say that. A gut feeling's never wrong. And something tells me he is very handsome. But you came to the right place, miss. Dạ, chúng ta xem, it should be simple. My students are my responsibility. I can't teach them without a full attendance list. The principal would be very mad if I did. We ought to find the culprit, but let's make sure we're alive to do so first. How about you head over to the introduction sector and look for the first switch? I'll have Stinger Flynn transported here. Mrs. Mason, you seem to have been through a lot, and we need everyone to stay focused. I think you should rest for now. May we get through this alive. Con này nó sẽ ở đây nè. Nào chúng ta sẽ đi. Và để rồi chúng ta sẽ đi tiếp nè. Con trắng thì nó sẽ ở trong kia nè. Rồi chúng ta vào xem nè. Đây nè. Chúng ta sẽ gọi để rồi sang bên này. Đây, chúng ta sẽ gọi là đến cái số nốt đèn sáng sáng kìa. Chúng ta phải đi có bóng đèn điện này nha, không là sẽ bị con kia nó bắt đấy. Chúng ta sẽ đi lên trên đây. Chúng ta ấn vào đây. Rồi chúng ta sẽ vào đây. Trên đây là cái thẻ trên đây này. Rồi, chúng ta sẽ gặp con này. Are they gone? Nó sẽ ra đây đứng này. Don't worry, I'm not going to hurt you. I've done enough damage as it is. I know it doesn't make up for what I've done trying to take you down, but I'm sorry. I truly am. I don't know what came over me. I just couldn't hold myself back. I knew the consequences well, and I still went ahead and said that stupid joke. And now the queen's probably dead because of me.
I wouldn't blame you if you don't forgive me. But I will be very thankful if you do. Just know that I'll do my best to make up for what I did. You're here for the switch, for the room where the scepter is, right? It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. À, chúng tôi kết thúc video tại đây thôi. Mọi người nhớ đăng ký hộ tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo này.